Dạ, em mời chị. Nhiêu tuổi rồi? Cưng mới tới đây phục vụ lần đầu phải không? Dạ đúng, em mới làm ở đây lần đầu. Chị á, là khách mới ở đây nè. Cưng đẹp trai quá à. Ở đây phục vụ với chị đi. Hát với chị bà cho vui ha. À, dạ không được, ở ngoài em còn nhiều công việc phải làm lắm. Lo gì, cưng không làm thì có người khác người ta làm. Ở lại đây phục vụ chị đi. Bà chủ không có la cưng đâu mà cưng sợ. Dạ chị ơi, nhưng mà kỳ lắm em. Cưng sợ chị ăn thịt cưng hay gì? Dạ không có, nhưng mà em chào chị. Chị Lệ là khách quen ở đây đó. Mày lo mà từ từ nói chuyện làm quen với chị đi. Em nó mới tới còn hơi nhát. Nhưng mà đàn ông vậy là hơi nhát thiệt. Chị đàn bạn gái chị không ngại gì thôi. Chủ yếu á, chị em mình nhiệt tình với nhau. Cưng nhiệt tình với chị á, muốn cái gì chị cũng cho cưng được hết. Dạ nhưng mà thằng này đàn ông mà ngại gì, chuyện này kia để tao làm cho. Hả? Uống với chị đi. Dạ. Uống mùi hôn đi. Dạ 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 dạ. Chị. Alo mẹ hả? Dạo này mẹ thấy trong người sao rồi? Con cũng đang cố xoay tiền để gửi về cho mẹ mổ đây. Có gì mẹ ráng chờ con xíu nha. Ủa? Sao anh ghé qua trễ quá vậy? Anh ghé để đưa tiền cho em nè. Em cứ cất đi, rồi dành dụm từ từ gửi về cho mẹ mổ. Trời đất ơi, tới mấy triệu lận á. Anh kiếm tiền đâu ra mà nhanh quá vậy? Anh đi làm ở bên nhà hàng, khách người ta bo thêm cho anh đó. Nhà hàng nào? Xa lắm, tuốt bên quận 7 lận. Em cảm ơn anh nhiều nha. Thấy anh một mình đi kiếm tiền về em xót lắm. Em biết á, là để kiếm được cái số tiền này không phải là dễ với anh. Nhưng mà nếu mà công việc ở bên đó cực quá thì anh không cần cố gắng đâu. Em cũng cố gắng, em xoay tiền, em không để anh kiếm tiền một mình đâu nha. Không có sao đâu mà, em cứ cất đó đi. Thôi bây giờ anh về trước đã. Em tranh thủ ngủ sớm cho nó khỏe. Anh đi nha. Sao? Làm hôm nay quen chưa? Tao biết là công việc này khó phù hợp với mày. Nhưng mà để kiếm tiền nhiều á, mà trong thời gian ngắn thì chỉ có nghề này thôi. Tao thì không có sao hết. Miễn sao kiếm đủ tiền để cho mẹ Quý mổ tim là được. Chứ nhìn cái cảnh mà Quý cứ chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền chỗ này chỗ kia mà không đâu vô đâu hết, tao sót lắm. Quý nó có biết mày làm chỗ này không? Quý không biết. Mà mày cũng đừng có nói cho Quý biết luôn nghe chưa. Ờ, yên tâm. Dù gì thì tao cũng giới thiệu mày vô đây mà. Nó mà biết nó giận lây của tao. À đúng rồi, phòng 305 đang có khách kìa. Mày vô đi. Còn phòng 306 để tao. Hả? Chị thử cho cưng á. Cho em à? Trời, sao nhiều quá vậy? Tối nay thằng nhóc đó mà không tan xương nát thịt thì không phải chị Lệ. Sao không có ai hết vậy ta? Dạ chị, bữa nay chị đi mấy người vậy? Em muốn mấy người? Em muốn hai hay là muốn ba? À, dạ không phải, em không có ý đó. Với lại em cũng không có làm cái chuyện đó đâu chị. Để em đi rồi nói. Của cưng hết. Cái này Quý đang cần tiền. Tiền này có thể sẽ giúp được cho Quý. Sao? Cưng là đàn ông, cưng có mất mát cái gì đâu mà sợ. Chị có nhiều trò này sướng lắm. Điện thoại anh đâu, sao em gọi anh không bắt máy vậy? Em làm cái gì ở đây giờ này? Tự nhiên khuya rồi còn qua đây nữa, xong về nhà ngủ đi. Em liên lạc với anh không được, sao mà em ngủ được? Mà anh đi làm cái gì, sao 3 giờ sáng anh mới về? Anh có công chuyện của anh, em không có cần quan tâm tới. Thôi đi về đi, khuya rồi. Nè, anh đi kiếm tiền lo cho em hả? Làm gì mà làm thâu đêm suốt sáng vậy?
Anh đã nói là em đi về đi. Bây giờ anh đang mệt mỏi lắm, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi à. Em đừng có hỏi nhiều nữa được không? Sao vậy? Sao tự nhiên anh gắt với em? Thôi được rồi, em xin lỗi, em sẽ đi về. Nhưng mà anh phải hứa với em là anh cũng phải đi về. Anh đừng có đi kiếm tiền cực khổ như vậy. Tiền của mẹ em từ từ em xoay sở được mà nha. Anh biết rồi. Thôi em về nghỉ ngơi đi. Đi cẩn thận đó nha. Lại ngồi đi. Lệ mới chuyển cho Hưng thêm 30 triệu nữa nha. Tôi nhận được rồi, cảm ơn Lệ nhiều. Cảm ơn không mà không có được đâu nha. Cảm ơn là phải đi đôi với hành động. Lúc đầu á chưa có quen thấy hơi ngại ngại. Nhưng mà bây giờ quen rồi là không muốn nhả luôn. Anh Hưng. Quý. Mà hút nè. Cái con kia. Mày làm gì mày đánh người ta vậy? Anh Hưng là bạn trai của tôi. Còn bà là cái gì của ảnh? Tao là cái gì á, không có cần phải khai báo với mày. Tao nuôi nó mập thay á, nó là của tao. Mày muốn lấy lại thì trả tiền đi. Tại sao lại lừa dối em? Anh đừng có nói với em là anh cần tiền cho nên anh mới làm cái nghề này nha. Tôi không cần. Tôi không cần mấy cái đồng tiền dơ bẩn của anh đâu. Tôi nói cho cô biết, cô không là cái gì hết. Không là cái gì để tôi phải đánh đổi cuộc đời của tôi hết, cô biết chưa? Tôi không có muốn sống trong cái cảnh nghèo hèn đó hoài. Tôi làm bao nhiêu tiền ra cũng đưa cho cô. Rồi cô làm cái gì? Cô đem cái đống tiền đó về đưa cho mẹ cô để đi chữa bệnh. Chứ đâu có được lợi lộc gì đâu. Cứ như vậy hoài được cuộc đời của tôi làm sao? Không ngóc đầu lên nổi luôn đó. Thì ra mấy lâu nay anh lo cho tôi. Anh xem tôi là gánh nặng. Được rồi. Vậy từ nay về sau á, anh muốn sống sao thì anh sống. Tôi với anh không liên quan gì tới nhau nữa. Được rồi, cứ như vậy đi. Không liên quan gì tới nhau nữa hết. Mình đi chỗ khác đi Lệ. Em còn buồn vũ thằng Hưng hả? À, bữa trước em có nhờ anh mượn tiền giùm. Anh mượn được nè. Đây là 60 triệu. Đủ để cho mẹ em mổ tim á. Mà số tiền lớn như vậy anh mượn ở đâu mà nhanh quá vậy? Con bạn quen của anh. Thôi em cứ cầm đi. Đem về mổ cho mẹ. Để lâu là không được đâu. Anh đi trước nha. Quý. Anh Duy, em có mượn một ít tiền á, em nhờ anh gửi cho người ta xong để người ta đổi tiền lãi cho em nha. Thôi không cần. Nếu mà mẹ em đã mổ rồi thì để anh kể cho em chuyện này. Anh là người kêu thằng Hưng tới quán karaoke này làm. Nó cũng không còn cách nào khác. Nhưng nó dặn anh đừng cho em biết chuyện. Vì nó sợ em chê đồng tiền dơ bẩn, không chịu gửi về cho mẹ phẫu thuật. Thiệt ra nó vì em, chứ không phải ham tiền mà phản bội em. Anh Hưng, tôi với cô không còn chuyện gì để nói nữa đâu. Nè, tại sao vậy? Anh đâu cần gì em mà phải đánh đổi đến như vậy. Anh càng làm như vậy, em càng thấy mình có lỗi hơn thôi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là bây giờ mẹ em đã khỏe lại rồi. Còn đối với anh, em muốn đánh, muốn chửi, muốn hận thù hay là muốn như thế nào cũng được. Anh không có còn quan tâm tới nữa. Tại sao vậy? Hả? Em hỏi anh tại sao vậy? Em đừng có khóc nữa. Bây giờ mẹ đã khỏe lại rồi mà. Em phải vui lên chứ. Thân ạ, mọi chuyện qua hết rồi. Mình đừng có nghĩ nữa, nói lại đi mà. Không có được đâu. Dù anh rất là thương em, nhưng mà thấy bản thân anh bây giờ không có còn xứng đáng nữa. Thân ạ, nghe em nói nè. Anh đừng có lãng tránh nè. Anh đừng có lãng tránh em nữa. Anh đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Làm ơn về nhà với em nha. Không được nữa đâu Quỳnh. Em quên anh đi nha. Không, anh đừng có như vậy nữa.
Đi không anh? 500 bao phòng. 300. 300 hả? 300 vậy ra công viên nha. Chỗ đó cũng kín đáo lắm á. Chứ 300 mà còn bao phòng nữa, lỗ em chứ. Thôi đi đại đi anh, có bao nhiêu đâu à. Em hứa em chịu anh hết. Hứa nha. Hứa. Chịu nha. Chịu. Lên xe. Nè, khoan đã. Cái gì cũng phải từ từ chứ anh. Gì mà anh gấp gáp quá vậy? Mình nói chuyện làm quen trước đi ha. Sao vậy? Anh làm gì vậy? Nãy em nói em chiều anh mà. Em hứa với anh mà. Vậy bây giờ anh muốn gì? Con muốn dạy. Đứng lại. Nghe nói công ty mình đang tuyển nhân viên đúng không anh? Em xin phép nộp hồ sơ. Để tôi xem qua thử. Anh, em có mua cà phê cho anh nè. Cảm ơn em. Chà, công nhận trái đất tròn dữ. Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây. Hai người có quen biết nhau hả? Dạ không. Chắc anh nhầm em với ai rồi chứ. Em không biết anh. Anh phỏng vấn đi, em ra ngoài chờ anh ha. Sao vậy? Sao gặp anh mà em sợ như gặp ma vậy? Chó này! Bây giờ mày muốn cái gì? Công nhận em tốt số quá. Lâu ngày không gặp, nhìn cũng sang. Mà thằng đó là bồ em rồi. Thằng đó là sếp ở đây đúng không? Màu trai cũng hay. Cầm cái miệng mày lại đi. Ngày xưa tao có làm nghề gì á, cũng là chuyện của quá khứ. Bây giờ tao là vợ của anh Trung. Và cuộc đời của tao không liên quan gì tới mày. Đúng! Không liên quan gì tới tao. Nhưng mà tao không có quên được chuyện mày làm với tao năm xưa. Tao không hề làm gì mày hết. Tại vì mày biến thái thì mày tự ráng mày chịu. Mày nghĩ sao nếu như tao kể gì đó là mày từng làm b... hả? Quý. Quý. Bữa nay em bị làm sao vậy? Đâu, em có sao đâu. Anh hỏi gì hả? Anh xong việc rồi, đi ăn trưa đi, đói quá. Dạ. Anh hỏi thiệt nha, em với người hồi sáng có quen biết nhau phải không? Từ lúc mà em gặp anh ta tới bây giờ á, nhìn em lạ lắm. Anh nghĩ nhiều quá rồi, em đâu có biết người ta. Tại hôm nay em thấy hơi nhức đầu. Muốn yên ổn với thằng bồ mày thì chiều nay tới gặp tao. Ai nhắn em vậy? Tin nhắn rác thôi à, không có gì đâu. Thôi đi ăn đi, anh đói rồi. Dạ. Tao tới rồi. Mày ở đâu? Nè, mày là bậy. Tao la lên bây giờ đó. La hả? Mày làm như mày là gái ngoan không bằng. Đàn ông nó ăn mày nát nước. Im đi. Muốn tao im vậy thì làm tao sướng đi. Tao nói cho mày biết, xã hội này còn có pháp luật. Nếu mà tao nói ra, mày đi tù. Tao đi tù thì mày cũng đừng có mong mà lấy thằng đó hả? Sao? Chịu tao đi mà mày yên ổn với anh đó hả? Anh làm gì em ơi? Đúng là... Chó! Anh Trung! Sao mày dám giở trò bạn gái tao? Mày có tin tao thối mày đi tù không? Vậy tại sao mày không tự hỏi bạn gái mày lại tới tìm tao hả? Phải có lý do chứ. Lý do là gì? Tao nói cho mày biết, bạn gái mày ngày xưa làm đường đó. Mày im đi. Mày Quý, chuyện này là sao? Sao từ đó giờ anh không nghe em nói? Anh hỏi em là những gì nó nói đúng hay không? Sao em giấu anh? Thì tao nói cho mày biết rồi đó,
tự hào gì khi mà rước con về làm vợ? Quý! Quý! Bữa nay anh kêu tôi lên đây là anh sắp xếp công việc cho tôi đúng không? Ừ. Anh đứng đợi tôi một chút nha. À, tôi biết chắc anh còn buồn vụ đó. Nhưng mà thôi, biết sớm thì mình né sớm, chứ đỡ mất công phải rước con kỹ về. Người ta biết thì còn gì lòng một mũi. Khốn nạn! Anh đi theo em làm cái gì? Bây giờ anh biết quá khứ của em rồi đó. Anh không cưới em cũng không có giận anh đâu. Em điên quá à. Ai nói với em là sẽ không cưới em? Anh chỉ thắc mắc một điều á, là hai đứa mình sắp trở thành vợ chồng rồi, mà tại sao em vẫn còn giấu anh chuyện đó? Em không tin tưởng anh hả? Không phải vậy. Em chỉ sợ khi em nói ra anh sẽ coi thường em. Đúng là em không tin tưởng anh thiệt rồi. Em đánh giá về anh thấp quá. Em không có ý đó. Em chỉ thấy xấu hổ với những gì mà ngày xưa mình đã làm thôi. Nghe anh nói nè, bắt đầu từ ngày hôm nay á, em hãy bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Anh biết ngày xưa em chọn công việc như vậy cũng chỉ là do hoàn cảnh thôi. Anh cũng đâu có muốn đào bới quá khứ của em làm cái gì. Cái mà anh cần á là lòng tin của em dành cho anh. Em biết rồi. Nghe anh nói nè, anh sẽ không bao giờ vì cái quá khứ của em mà hết thương em. Em hiểu không? Cú đấm này tao trả cho mày vì mày đã xúc phạm vợ tao. Đó, bữa nay mày kêu tao lên đây là mày nhử tao đúng không? Mày hiểu vấn đề rồi đó. Chứ mày nghĩ sao tao nhận mày vô đây làm? Thứ rác rưởi của mày vô đây chỉ làm ô nhiễm công ty thôi. Còn cú đấm này tao thay quý trả cho mày. Nghe kỹ tao nói, bắt đầu từ hôm nay, nếu như mày còn làm phiền cuộc sống riêng của quý nữa thì đừng trách tao tại sao không báo trước. Biết. Quý, cô coi đi, đẹp mặt quá ha. Ở đâu anh coi clip này? Ở đâu có hả? Trên mạng đó. Vô coi đi, bị phát tán đầy luôn rồi kìa. Tôi không ngờ cô là một con đàn bà lăng loàn dơ dái như vậy. Anh Trung ơi, nghe em nói nè, không phải như anh nghĩ đâu. Em không phải cố ý lừa dối anh đâu, tại vì em chưa có cơ hội nói lại với anh. Nhưng mà tại vì em thương anh, em sợ em nói ra anh không còn thương em nữa. Cái gì? Thương tôi hả? Trời, tôi cảm ơn cô nhiều nha. Nghe cô nói thương tôi mà tôi nổi hết da gà luôn á. Tôi không có thiếu tình thương, cho nên tôi không có cần cái hạng gái như cô thương. Cũng tại tôi ngu nè, cho nên đó tôi không biết người yêu của mình đi làm. Còn tôi cũng không hề biết thằng đàn ông bên cạnh mình là một thằng đàn bà. Cô mới nói cái gì? Tôi nói anh là một thằng đàn bà. Tất cả những lời anh nói ra có phải lời nói của một thằng đàn ông đối với người phụ nữ của mình không hả? Mày đặt ra dễ nữa hả? Cái thứ đàn bà mà đóng phim heo giống như cô thì coi còn xài được hay không? Tôi thiệt với cô nha, tôi phải cảm ơn cái thằng nào á mà đã quay cái clip này lại xong rồi post lên mạng. Nhờ như vậy mà tôi mới biết được bộ mặt thật của cô. Chứ thôi cô định lừa dối tôi tới khi nào nữa? Nhìn mặt tôi cho kỹ, đừng bao giờ tìm tôi nữa, nghe chưa? Bye cô. Yeah.
hai cho em đi, em uống hết nổi rồi. Cái gì đâu, ba cái nước lọc này gì đâu, uống không nổi, uống hồi cũng đi hết rồi. Vô đi. Vô. Em hiểu. Quế, mày làm gì trong đây mà lâu quá vậy? Chị ơi, má Hạnh, em uống quá, em chịu không nổi. Không á, chị cho em nghỉ đi nha chị. Chứ thiệt sự em chịu hết nổi rồi á chị. Trời ơi trời, mày thấy khách khứa một ề ở ngoài đó không? Mày có biết bữa nay rất là đông khách không? Ba tầng lầu tối nay là tầng nào cũng full khách hết á. Đứa nào cũng đòi nghỉ như mày, mày muốn tao chết đói hả? Chị ơi, em lại chị, em xin chị. Chị cho em nghỉ một bữa này thôi. Ảnh cứ ép em hoài vậy, em uống không có nổi, em chịu không có nổi đâu chị ơi. Em xin chị luôn á, chị thương em đi chị. Mày ngáo hả? Tao tát cho mày tỉnh bây giờ á. Rồi mày muốn có tiền xài không? Hay mày muốn chết đói? Mày ra mày tiếp khách liền cho tao nha. Mày mà lì á, tao kêu tụi nó đập mày á. Trời đất ơi, em gái ơi, đâu nãy giờ mà để em đợi lâu vậy chứ? Cái gì vậy mà nói? Trời đất ơi, gớm quá. Đổi đạo em ơi, ghê quá. Vậy rồi sao đi làm ta? Hay là xin nghỉ bữa được không ta? Hai nghe nè Út. Ủa? Mới đó mà tới tháng đóng tiền học nữa rồi hả? Ờ được rồi, để chị Hai kiếm tiền chị Hai gửi về cho. Mẹ ở nhà còn thuốc uống không? Để Hai mua thuốc rồi Hai gửi về. Hôm nay tao trả hết. Vô đi. Trời ơi, cứ hát vô hoài trời. Trời ơi, hai anh hát hay quá à. Thì ra cô làm ở quán này hả? Vậy còn anh, tôi nhớ là hồi xưa anh chê tôi là Tây Vịnh, thấp hèn. Vậy mà giờ cũng có lúc anh cần cái loại thấp hèn này để xả hả? Anh tự đồng hóa mình rồi. Ui, tôi quen hả fan? Đây, để tôi giới thiệu cho. Đây ha, bé này là best seller. Bút được nó là khó lắm chứ không giỡn đâu nha. À, bữa nay chiều hai anh luôn rồi. Đừng có đụng vô tao. Mày sạch sẽ gì mà không cho tụi tao đụng vô? Tao mà vô thì mày cũng không có sạch. Hồi xưa mày chê tao sao? Làm cái nghề này không xứng với mày hả? Nhưng mà về hoàn cảnh thôi. Còn mày, mày danh giá quá. Rồi cuối cùng mày cũng úp cái mặt mày vô cái chỗ dơ này thôi. Nếu như mày đã thích cái nghề gian chân lấy tiền này thì hôm nay hai đứa tao sẽ cho mày tỏi nguyện. Sao? Cái con kia, mày dám đánh khách của tao hả? Đánh đi tao.
Con nghe nè mẹ. Dạ không có. Tại trời lạnh cho nên là con ngạt mũi á. Con đang chuẩn bị đi làm. Dạ. Để con kiếm tiền rồi con gửi về cho mẹ. Mẹ chăm sóc ba. Nói ba ráng đợi con nha.